Ngọc Mai, Ngọc Mai ra đây mà bảo. Nhanh lên, bố nhờ ông tí việc. Ra đây, quần áo kiểu gì đây? À, trời. Miết kìa, tại sao My không chịu ra quả? Không thích ra quả. Vì sao không thích ra quả? Một phát. Lâm nay có chịu ra quả hay không? Có. Bao nhiêu quả? Một quả. Một quả. Một quả này. Ra bao nhiêu quả? 10 quả. 10 quả này. 10 quả vẫn ít. Bao nhiêu quả? 100 quả. Ôi, 100 quả nhiều quá. Được rồi, cho thêm phát nữa. Nhớ nhá. Mình chào tất cả các bạn. Quế xin chào toàn thể bà con. Đã lâu lắm rồi, hôm nay Quế mới lại đăng video ở trên kênh Nhà Nông Làm Vườn và quay về cây mít của gia đình. Lý do vì sao mà vừa nãy Quế có chặt gốc cây mít ấy, đó cũng là dựa theo cái sự tích của các cụ kể lại, rồi là Quế áp dụng trên cái cây thực tế của nhà mình. Cách đây 1 đến 2 năm về trước ấy, thì Quế cũng đã đăng một cái video là cách chặt gốc cây mít, làm sao mà để hãm cây mít cho cây mít năm sau nó ra quả. Nói hãm thì là chính xác đấy, bởi vì tại sao? Khi chúng ta chặt gốc cây mít ấy, thì sẽ làm cho cây mít nó bị tổn thương và nó sẽ chảy nhựa từ ở những cái vết thương đó. Thì cái cây mít nó sẽ bị giảm chất lên trên cái lá đấy các bạn. Thì nó sẽ dồn cái dưỡng chất vào cái thân, và đặc biệt là nó sẽ dồn hết những dưỡng chất vào những cái vết thương này để mà nó làm lành vết thương cực nhanh ấy. Thì trong lúc mà nó làm lành vết thương ấy, thì tự nhiên là những cái dưỡng chất ấy, nó sẽ dồn hết vào những vết thương đó và tạo điều kiện cho cái mầm nó bật lên từ những cái mấu đó. Đó, những cái mấu, những cái sùi của cái vết thương đó. Thì đó là cái nguyên lý mà tại sao các cụ lại vẫn hay dùng là chặt cái cây mít, chặt gốc cây mít vào cái ngày mùng 5 tháng 5 này. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 đấy các bạn. Chúng ta hãy làm ngay và luôn cái việc này đi. Trên cái cây mít của gia đình mà nó lâu ra quả thì nó cũng không phải là mê tín gì đâu. Chỉ đơn giản là các cụ truyền lại như vậy thôi. Thì nếu mình không giải thích thì các bạn sẽ nghĩ đó là một cái điều mê tín, đúng không? Thế nhưng mà mình vừa giải thích theo một cái phương án khoa học rồi đấy, là hoàn toàn là dựa trên một cái cơ sở mà nó khoa học, chứ không phải là nó phi lý đâu. Cho nên là bà con và các bạn hãy cứ thử làm đi. Cái cây mít này nhà của nhà Quế thì nó cũng chưa đến tuổi ra quả, bởi vì nó là mít ruột đỏ ấy, thì chắc là khoảng 1 năm nữa thì nó mới ra quả được. Thế nhưng mà bà con có thể áp dụng cũng được, và áp dụng trên cái cây mít của bà con mà cây mít trồng hạt hay là cây mít ta gì đó mà lâu lắm mà nó chưa ra quả đấy. Thì cái nguyên lý nó là như vậy. Bà con cố gắng làm ngay và luôn nhé. Mình cũng không biết là tại sao, Quế cũng không biết là tại sao các cụ lại hay làm vào ngày mùng 5 tháng 5. Nhưng mà Quế nghĩ đơn giản là ngày mùng 5 tháng 5 ấy là một cái ngày mà như ở quê mình các cụ vẫn bảo là ngày giết sâu bọ. Tức là những cái ngày này ấy, là các con sâu con bọ là nó sẽ bị hạn chế cái việc mà nó phá hoại cây cối mùa màng ấy. Đấy, Quế hiểu đơn giản như vậy thôi. Thì các cụ muốn là nhân cái ngày này thì thúc đẩy cái cây để cho nó nhanh ra quả hơn bằng cách là chúng ta chặt gốc để cho cái dưỡng chất nó không lên lá và nó dồn hết vào thân. Thì cái quả nó ra từ thân mà. Đó. Thì bà con hãy làm ngay vào luôn nhé. Một cái video ngắn muốn chia sẻ với mọi người. Và cũng xin kể với bà con là tại sao cái thời gian vừa qua thì Quế ít đăng video trên kênh Nhà Nông Làm Vườn. Thứ nhất là vì Quế cũng bận, và thứ hai nữa là từ ngày mà Quế chuyển sang nuôi động vật đến bây giờ ấy, thì cái thời gian dành cho cái kênh Nhà Nông Làm Vườn nó bị ít đi. Nhưng mà cái đam mê trồng cây ấy và cắt ghép cây cảnh thì nó vẫn ở trong người của Quế thôi. Đây các bạn và bà con có thể nhìn thấy này, xung quanh nhà Quế thì cây cối rất là nhiều, mà toàn những cây mà Quế tự trồng từ cành này, từ hạt này, và có thể là tự cắt ghép. Đó, đây. Những cái công việc mà thường ngày Quế vẫn hay làm thì là chăm sóc chim, trồng cây, rồi là chăm sóc động vật. Đó, ở trên kênh của Quế Nghịch TV. Còn sang về bên này. Về bên này thì Quế cũng đang trồng thêm một ít cây quả nữa, cây ăn quả nữa. Để thời gian tới thì cái khuôn viên của nhà mình nó sẽ được mát hơn. Đấy, còn thì cái khuôn viên nhà Quế đây, mọi người có thể biết là bên kia là dãy chuồng chim đẻ này, có cả trào màu bạch, rồi là bên này là đà điểu. Đấy, bà con có thể nhìn thấy đà điểu đấy. Bên kia là vịt, còn bên này là mèo mới chó cảnh thôi. Phốc. Đây là đàn cún phốc của nhà mình. Chắc là Quế cũng chia sẻ như vậy thôi. Nếu bà con nào mà muốn tìm hiểu hơn về cái cách chăm sóc cây mít thì bà con có thể tìm hiểu sâu về những video ở trong kênh Nhà Nông Làm Vườn ấy, nó ở mã đằng dưới cơ. Còn nếu mà bà con nào mà có quan tâm và yêu mến tới Quế thì bà con có thể ghé qua kênh Quế Nghịch TV của Quế để bà con có thể hiểu được hết những cái công việc mà Quế đang làm hàng ngày. Mỗi ngày Quế cố gắng đăng một video trên kênh Quế Nghịch TV để cho các bà con và các bạn yêu mến có thể là xem giải trí và cũng như là hiểu về Quế nhiều hơn, hiểu về cái cách sống của một người ở khu vực nông thôn nó diễn ra như thế nào, và mình sống với cái đam mê của mình nó như thế nào.
Đó, đây cũng toàn bộ là những cây mà quế đánh ngoài đồng về hoặc là mua về trồng này. Đặc biệt là quế thích trồng cây lắm. Cây gì cũng vậy, cứ có lá xanh tốt là thích. Rồi bây giờ thì quý xin phép kết thúc video đây nhé. Rất cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm và theo dõi.